Mật ong hoa bạc hà có rất nhiều công dụng và có thể sử dụng cho mọi lứa tuổi mỗi khi cần thiết. Nhưng để mua được một sản phẩm chất lượng và an toàn thì ngày hôm nay Khâm xin phép được giới thiệu đến quý cô bác anh chị sản phẩm mật ong hoa bạc hà cao nguyên đá Hà Giang do chính người dân bản địa, người Hơ Mông nơi đây nuôi dưỡng và chiết xuất ra. Khâm cũng đã có những video giới thiệu về sản phẩm cũng như là nguồn gốc. Quý cô bác có thể ghé trên kênh xem lại những video đó. Hiện tại trên kênh Khâm đang bán mật ong hoa bạc hà với giá 550.000 đồng một lít và free ship từ 2 lít trở lên. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý cô bác anh chị cho kênh. Bây giờ mời cô bác anh chị tiếp tục xem video. Các em từ con ma nghe bảo là không lấy lợn nữa, lấy vợ của anh ấy. Mắm thì thế là vợ mất đi viện thì đưa số viện thì xuống đường một đây thì vợ nó chết rồi. Nhiều khi cái này nó là một sự trùng hợp gì đó, và có những cái thì thực sự là tâm linh khoa học không thể giải thích được. Mà ở trong cái ở những vùng cao như thế này các bác ạ, chỉ cần một trường hợp như anh Đua nói thôi mà không làm thì là một hai hôm sau là người mất. Cái đấy là Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Buổi sáng ngày hôm nay thì trời thực sự đã rất là lạnh ở trên Hà Giang của bác anh chị ạ. Hiện tại thì Khâm đang có mắt ở dưới cái túp lều cũ của A Lúa các bác. Ngày hôm qua thì báo một tin rất là mừng cho cô bác anh chị là em Mỹ sức khỏe đã hồi phục khá là tốt. Thế cho nên là bác sĩ cũng đã cho xuất viện. Và trong buổi chiều ngày hôm qua thì anh Lúa đã đưa vợ về nhà. Nhưng tuy nhiên thì là về tương đối là muộn rồi, Khâm đi làm về thì A Lúa gọi điện cho thì cũng chưa lên thăm được. Ngày hôm nay thì Khâm lên tiện thể là thăm sức khỏe của cả gia đình. Và có những món quà mà cô bác gửi lên trong cái thời gian ở viện ấy, Khâm mà chưa có đi trao được. Tiếp tục là một túi quà của người bà giấu tên ở Hà Nội gửi lên cho Khâm. Và một món quà của cô anh ý là 16 cái hộp thịt hộp các bác ạ. 16 hộp thịt hộp này thì hôm cô gửi lên cho Khâm thì cũng khá là lâu rồi, cũng hơn tuần rồi. Khâm từ ngày nhận được đến thời điểm hiện tại thì là vợ A Lúa ở viện, ngày hôm nay là Khâm mang lên để trao cho A Lúa. Tuy nhiên là trong cái quá trình vận chuyển ấy thì cô bác anh chị biết là hàng rất là nhiều, nhân viên có thể là trong quá trình vận chuyển thì hàng mình có thể bị xô, bị đổ, nên là các hộp thịt là bị méo và có một hộp là bị nó bị bung ra luôn các bác ạ. Thì về đến nhà Khâm thì là để trong một vài ngày thì nóng thì thấy một vài cái mùi lạ thì Khâm mở ra là xin phép cô là khui cái hộp quà của cô ra luôn. Thì còn 15 hộp thì là nguyên vẹn thì Khâm mang lên cho gia đình luôn. Cô cũng bảo Khâm trích ra một hai hộp để mà Khâm dùng. Tuy nhiên thì là bởi vì là các hoàn cảnh trên này còn thiếu thì Khâm mang lên để tí nữa tiện thì Khâm qua Lúa Em thì Khâm sẽ lấy cái phần mà bà cho Khâm thì Khâm trích cho Lúa Em hai hộp thôi. Còn cái này chắc có lẽ là bà cũng gửi lời là để A Lúa gửi lên cho bố mẹ một vài hộp thì tí nữa Khâm sẽ nhắc A Lúa. Bây giờ là mời cô bác anh chị cùng Khâm hành trình lại cái túp lều bạt của A Lúa. Hôm nay thì mưa còn lúc đầu sáng còn mưa khá là to các bác ạ. Ngày hôm qua anh em mình đi làm thì trời vẫn nắng. Tuy nhiên thì là hôm nay là trời trở lạnh luôn rồi. Vừa lạnh là vừa có mưa. Đấy. Mong là cô bác, những người khán giả đang xem video của Nắng Mai TV thì không mà chúc các bác có một sức khỏe thật là dồi dào và giữ gìn sức khỏe trong cái mùa đông này để mình tránh bị ốm đau, bệnh tật. Đấy. Rất là mong cô bác anh chị luôn luôn mạnh khỏe. Không biết gia đình đang làm gì hôm nay không, phải lên thật là sớm. Bởi vì tí nữa trưa anh em mình lại có việc rồi. Túp lều này thì cũng phải nói là khá lâu rồi không lên hình để cho cô bác anh chị cùng xem. Anh Lúa ơi, đang làm gì đấy? Mẹ anh chào anh nhé. Ờ
Ây giời. Ho thế, ốm à? Đây, đây, đeo cái mic vào. Áo khoác hôm nọ cô nào cho đấy? Áo này á? Hôm nọ anh Hiền mang lên mà. À. Ngủ với anh. Báo đâu? Báo ngủ à? À, Tiến đâu? Tiến đi học. À, hôm nay đi học rồi. Ôi giời. Xách một ít đồ lên mà cũng thở hổn hển biết. Thế hôm qua về mấy giờ? Hôm qua về 5 giờ về anh về xuống đấy đấy đợi ngồi ngồi ghế đi. Mặc ấm cho con nhá, xem bé này làm gì cho nó ngủ với mẹ. Dạo này là ở bệnh viện là 2 tuần nhỉ? Vâng, 2 tuần. Bệnh viện là 2 tuần về nhà ngủ thấy thế nào? Vâng. Về nhà ngủ ở giường mình thấy thế nào? Ngủ ngon không? Ngon mà. Giờ ở viện thì vất vả nhỉ? Mà vâng. Anh Lúa gầy đi các bác ạ. Gầy đi mấy cân đấy nhỉ? Vâng. Hôm qua về là tắm rửa sạch sẽ chứ? Tắm hả? Ừ, nhìn đầu là sạch hơn rồi. Hôm nào ở bệnh viện là tóc cũng dài, đầu vết hết. Hôm nào khởi lại cắt tóc cho anh nhé. Vâng vâng. Được không? Em tìm một mình thì bó nên thì ở viện thì không có người trong bó thì tôi không tá không đưa. À. Đâu, thế xem tình hình em Mỹ một tí nào. Vâng. Có ba anh chị cùng xem về tình hình sức khỏe. Thế hôm qua bác sĩ thấy sức khỏe tốt là cho về luôn à? Vâng vâng. Mò khó tử chí mò à? Cái vết mổ là không đau rồi á, vết mổ ấy. Không đau à. Thế tốt rồi. Thế tối qua về cho vợ cái ăn cái gì? Tối hôm qua về bèn tìm tối luôn tìm vợ ăn cơm với bà nụ mang một tí thì lợi bèn cho vợ ăn. Ừ. Bây giờ vợ chỉ ăn thịt lợn thôi nhá. Vâng. Các thịt khác nó độc một phần là không tốt. Vâng. Cho cái vết mổ ấy rồi ăn thịt lợn thôi nhá. Còn thịt không? Thì hết rồi. Hết rồi. Vâng. Hôm nay em đi thì mưa quá. Đi qua các cái quán họ không thể bán thịt lợn. Hôm nay lên còn có cái phần quà của các cô gửi lên hôm nọ mang lên. Nhưng mà vợ chồng anh đi viện đây. À. Đây là một túi quà của một bà Hà Nội gửi lên cho gia đình anh. À. Thế còn thiếu hôm nọ là bà còn gửi cả một hộp thịt băm trưng mắm tép, tuy nhiên là không lại quên mang áo khoác anh Lúa. Vâng. Áo khoác này thì vừa mỉ. Vâng. Nhá. Vâng. Áo mới đấy nhá, không phải áo cũ đâu. Đây. Cái này cho vợ nhé, nhìn này cho vợ nhé. Ở đây thì là quần áo thôi, ấm này. Ở đây là quần áo ấm mùa đông luôn nhé. Vâng. Đấy, tất cả là quần áo hết nhé. Từng quần áo khoác luôn nhé. Đấy, mùa đông này rất nhiều quần áo rồi. Đấy, nhé. Vâng. Đây là món quà của bà ở Hà Nội nhé. Bà đấy. Hà Nội. Ừ. Bà giấu tên, cảm ơn bà đi. Em cháu cả bà đã gửi quà áo về cho cháu. Cháu làm rất cả bà. Cháu làm cả bà. Chú làm bà luôn luôn mạnh khỏe nhé. Bây giờ là quần áo thì con sẽ không khui ra làm gì nhiều nữa. Cái chỗ này nhá. Ở đây tiếp tục là một cái thực phẩm là những cái hộp thịt nhá. Vâng. Thịt này thì không nghĩ là thịt lợn đúng rồi. Thịt lợn thì hâm nóng lên vợ ăn được nhá. Vâng. Không làm sao hết. Ăn ít thôi, ăn ít trước nhá. Vâng. Nếu mà ví dụ như bụng yếu hay là sợ gọi là bụng ăn vào không hợp với các bác ấy. Nhiều người ăn những cái đồ hộp thì sợ là bụng yếu, bụng không hợp thì mùa mình không cho ăn cái này. Thế thì không ăn.
Thì anh mua thịt lợn về cho nấu cho vợ ăn đấy nhé. Vâng. Những cái này thì anh với lại các con ăn được nhé. Vâng. Ở đây nhé, hôm nọ bà gửi lên 16 hộp vỡ, một hộp 15 hộp thì là không có để hai hộp ra cho lúa em. Và ở đây thì còn 13 hộp nhé. Vâng. Thì bà dặn anh là và mang lên thì chia cho bố mẹ một vài hộp nhé. Vâng. Để chia bao nhiêu thì là do anh thôi. Đấy, nghĩa là chia khoảng vài 3-4 hộp đi nhé. Vâng. Cho bố mẹ ăn với. Đấy, các bác, các cô mang quà lên thì cũng phải biết chia cho bố mẹ nhé. Vâng. Thế hôm qua lên đã lên gặp bố mẹ chưa? Vâng, gặp rồi. Gặp chưa? Gặp rồi. Ừ. Hôm cơm tới bố mẹ vẫn xuống đây mà. À, món quà này là của cô anh Ý nhé. Vâng. Cô anh Ý, cô gửi lên cho anh. Đấy. Cảm ơn cô đi. Vâng. Cô gì? Cô anh Ý. Cô anh Ý á? Ừ. Em trả cô anh Ý đã gửi quần lên cho em trả cùng cho không có nghe kiếm mic nhiễu đấy, nghe kiếm mic chú cô luôn luôn mệnh khẽ lại cái này có mặc thêm áo cho con không? Vừa không không nghe cái mic thì tí nữa cơ bác không nghe rõ đấy. Gì? Đi viện 2 tuần với bố về, cũng may là không ốm đau gì các bác ạ. Thế này, hôm nay gió rất là to rồi. Cho vào ngủ với mẹ đi. Bế ra này lạnh. Đâu đun nước chưa? Đâu à? Đun một bình nước ấm, lúc nào cũng phải cho vợ uống nước ấm đấy nhá. Vâng vâng. Sữa hôm nọ em mua cho vợ uống còn không? Còn mà. Vẫn còn gì? Vâng. Nhớ pha đúng cái tỷ lệ đấy nhé. Vâng vâng. Sáng pha cho vợ chưa? Sáng. Ừ. Sáng nay em chưa pha. Em đưa tiếm đi hầu nữa thì... Với lại vợ đang ngủ đúng không? Vâng vâng. Các bạn ạ, ở trong bệnh viện 2 tuần trời nay là không nghĩ là chắc cũng không có giấc ngủ nào được ngon cả. Đấy. Vợ bây giờ là không đau ở đâu nữa đâu nhỉ? Không đau rồi. Rất là nhiều cô bác chị à... hỏi Khâm về cái lý do là tại sao vợ của A Lúa mổ ấy, thì Khâm có vào thì là ở Hà Nội lên thì đã mổ được 2 ngày rồi, và những cái ngày lúc Khâm vào là lúc giờ nghỉ thôi, bởi vì Khâm không gần bệnh viện không ạ. Khâm nhà Khâm cách bệnh viện 16 km thì Khâm vào thăm thì toàn thăm giờ nghỉ đấy, vào thăm được 2-3 chuyến thì là ngày hôm qua là vợ A Lúa ra viện thì cũng chỉ biết được qua thì là A Lúa trình bày lại là vợ không đi tiểu tiện được và bị chắc là tắc cái chỗ nào thì bác sĩ mổ đấy, thì Khâm chưa gặp được bác sĩ thì cũng không dám trả lời với các bác là bị cái bệnh này bị cái bệnh kia trên kênh cả đấy. Và cái quan trọng thì là sức khỏe em mỉ hồi phục thì Khâm chia sẻ cho các bác anh chị biết, cho các bác anh chị quan tâm thì cho mọi người bớt lo lắng thôi đấy. Còn là về cái bệnh lý, về cái bệnh phải mổ thì mình phải gặp trực tiếp bác sĩ. Tuy nhiên là từ hôm đấy lên là cũng chưa hôm nào vào giờ hành chính để thăm được. Đấy, còn Khâm giải quyết rất là nhiều công việc tồn động. Con chào. Cái phích này hôm nào mới mua trong bệnh viện này. Bây giờ là này. Mua về là đừng để cho nó, đừng để cho gần con nữa nhé. Vâng. Anh để gọn vào, không lại tiến lại va vào lại đổ lại vỡ thôi. Cái thứ nhất thì là sợ bị bỏng con đã nhé. Vâng. Bị bỏng con là gọi là bỏng chân bỏng tay là nguy hiểm lắm nhớ chưa. Vâng. Cất gọn vào một góc thì cả tiến nó chạy nó ấy thì nó cũng không va vào. Cái thứ hai là mình không có của rồi thì đừng có phá, hiểu chưa? Vâng. Đừng có để các em bé nó nghịch nó phá thì lại hỏng hết đồ. Về đã gọi cho anh Hiệp chưa? Gọi. Hôm qua gọi chưa? Hôm qua em về đấy nhà em gọi cho anh Hiệp. Anh Hiệp bảo sao? Anh Hiệp bảo là ra viện thì 2-3 hôm nữa thì anh Hiệp chở gài với chở bồ lê. Chở gài với chở bồ đấy gì? Vâng. Đấy. Bây giờ thì lên thì cũng gọi là mình để đấy cho em. Anh cứ để đấy cho em nhé. Thông qua những cái phương án để mấy nữa
chuẩn bị làm nhà thôi. Còn trước mắt thì là cứ nghỉ ngơi đã. Đấy, Khâm cũng bàn với anh Hiệp rồi là gia đình về thì cũng chưa thể nào mà bắt đầu làm được việc luôn. Thì để cho anh với lại vợ nghỉ một vài hôm nữa. Wow. Với lại mấy hôm nay lại trời bắt đầu mưa gió rồi đấy. Bây giờ vật liệu lên thì là trước mắt thì là cái tính cái kế hoạch mà anh Hiệp lên chi tiết để đào móng. Wow. Đào móng nhà đó. Đấy. Xem nào, nước đun từ bao giờ đây? Nước đun đun từ hôm qua tới. Từ hôm qua tối đúng không? Wow. Cứ phải lúc nào cũng phải đun sẵn một bình nhé. Wow. Đun sẵn một cái phích này để lúc nào cần thì mình dùng. Pha một cốc sữa cho vợ uống, vợ dậy rồi pha một cốc sữa ấm cho vợ uống. Cái sữa này thì sáng dậy nếu mà anh không có nấu được cái gì cho vợ ăn thì pha cho vợ một cốc sữa lên xua này uống nhé. Wow. Cái này nó là thay thế cho bữa ăn mà. Sáng nay em luôn tiến đi hào nữa em chưa đủ. Vừa rồi ở trong viện là cũng vất vả lắm đấy nhỉ. Wow. Vừa chăm vợ vừa chăm con. Tất cả cô ba anh chị là cũng rất là thương A Lúa luôn. Hôm qua về ở nhà thì trời là cũng trở lạnh luôn. Trời này mà ở bệnh viện là còn vất vả nữa. Ở bên này cái bạt tốt rồi các bác ạ. Sau khi anh Lúa đi 2 tuần thì cái bạt này đã chính thức là bị tốc gió. Cũng là từ cái ngày mà có một cô gửi cho Khâm 500.000 để Khâm hỗ trợ A Lúa làm đấy. Đấy, Khởi có thể ra ngoài cây cho các bác xem một góc là bây giờ cái túp lều bạt này lại sắp bay rồi. Đấy. Quả thực là khó khăn thật sự. Nếu mà không có anh em mình đến hỗ trợ chia sẻ thì Khâm không biết là A Lúa sẽ phải trải qua cái túp lều này mùa đông như thế nào các bác ạ. Các bác có thể thấy đấy. Túp lều này thì phải nói là cũng khoảng được gần tháng. Nay là anh em mình cũng không lên ghi hình rồi. Từ cái ngày mà có đất có đai và chuẩn bị đào nền ấy. Tuy nhiên thì là phải mất vào 2 tuần là vợ A Lúa ốm. Thì anh em mình cũng không có lên ghi hình lại cho các bác xem. Không có người ở nhá. Nhưng mà nó vẫn gió vẫn tự tốc và tự hỏng thôi. Cái bàn này là cái bàn mới đấy. Các bác có một cô gửi cho Khâm số tiền thì là 500.000 đồng thì Khâm đã mua cái bàn mới này, mua dây này về hỗ trợ anh làm. Tuy nhiên thời điểm đó đến bây giờ là cũng phải vào 2 tháng rồi là trải qua mưa nắng và gió. Thế cho nên là bây giờ cái phần sang chỗ bếp này đã bị tốc lên rồi mọi người ạ. Ở đây là đã không thể đun được bếp nữa bởi vì ướt hết rồi. Đấy. Bên này mưa có bị vào không anh Lúa? Không dù. Pha cho vợ uống đi. Vâng. Pha. Đó, hôm nào các bác góp ý và Khâm mua cái cốc thủy tinh. Chà. Bật lên một tí điện này nào. Mẹ áo. Áo xa. Điện ở bên này đúng không? Cái nào đấy? Cái này à? Đây à? Này. Đâu? Có bóng nó một bật. Có bóng không? Bóng bé tí thôi, bóng ở góc bên kia thôi. Bóng to là mang... Bóng to mang sang bên kia rồi đúng không? Sang bên kia. Thế cái thuốc này là cho vợ uống như nào? Sáng uống hay như nào? Sáng là mùa viêm, tới mùa viêm. Uống sữa xong lại uống nhé. Vâng vâng. Cái ôi sữa này ấy, hình như anh lại cho ít nước như hôm nọ rồi anh ơi. Ít nước hơn rồi. Nó là 20 thìa thôi. 2 thìa thôi à? Vâng. Anh Lúa ốm rồi các bác ạ. Ngoan nào, bá ngoan nào. Các em bé trên này thực sự là có một cái nghị lực rất là tốt.
nhiều em bé khác mà ở trong bệnh viện 2 tuần không nghĩ là sẽ không ở được bé Báo đâu. Và ở được thì cũng sẽ bị ốm đấy. Nói thế lại nhớ đến bé Phù, cũng một bé trên vùng cao. Phải rất là cố gắng khi mà mổ không rơi một giọt nước mắt các bác ạ. Phẫu thuật trong quá trình. Sao đấy, đấy. Pha sữa cho con uống đi anh. Đói nên là sáng giờ chưa pha cho đúng không? Pha à? Pha thêm đi. Bạn dài vườn pha. Các bác comment cũng rất là đúng. Táo mà lúc nào khóc thì chỉ có đói thôi. 7 giờ pha thì bây giờ anh pha tiếp là vừa rồi đấy. Mà. Rửa đi nhá, không đau bụng đấy. Mà. Mà vợ không làm được việc nên là có mỗi anh lúa phải lo hết các bác. Từ tất tật mọi cái công việc gia đình đến chăm con, chăm cái, chăm vợ này. Đấy. Sáng thì đưa Tiến đi học. Mà. Mà. Bây giờ mì về thì chắc có lẽ là cũng chỉ ở nhà đó các bác. Bây giờ là thực sự là thấy được cái tầm quan trọng của sức khỏe như thế nào. Em ấy thì phải thưa với các bác là không làm thì sợ mọi người đánh giá là lười hay là không chịu phụ giúp chồng như thế nào. Đấy, thì em ấy cũng muốn có một cái hình ảnh thật là tốt. Thế cho nên là rồi. Hiện tại thì Khâm vừa nhận được một cái khoản tiền là $300 của bà Báu Vũ. Bà ở Mỹ, bà có gửi cho Khâm để mà hỗ trợ A Lúa trong cái thời gian tới này để mua những cái đồ dùng cần thiết, những cái thiết bị phục vụ cho cái quá trình làm nhà ấy. Thì bà gửi cho Khâm để mà Khâm trích 6 triệu để mua những cái đồ dùng như là máy bơm này, ống nước này, và những cái thùng đựng nước lớn, thùng đựng nước nhỏ, thùng đựng gạo và các cái đồ dùng cần thiết khác như là xô, chậu, xoong, tất cả mọi thứ để mà sinh hoạt sạch sẽ và thuận tiện nhất cho gia đình A Lúa. Thì hôm nay nhá, cái chỗ bể nước mà trước anh ấy bảo là mấy đứa mình lấy nước ở đấy đúng không? Vâng, bảo à. Nước đấy sạch không? Sai mà. Mà nước ở đấy có máy bơm thì có bơm được không? Được mà. Có máy bơm mà. Bây giờ cho em hỏi nhé. Máy bơm thì mình bơm ở đấy thì mình để máy bơm ở đâu được? À, máy bơm để gần bảy bể kem cũng được mà. Nhưng mà cắm điện ở đâu? Cắm điện thì bấm chuyển số. Cắm điện còn chuyển số. Cắm điện với chuyển số mà. Mà bảo. Bởi vì là bây giờ có một bà nhá, gửi tiền cho em để em hỗ trợ anh mua một cái máy bơm. Và tất cả những cái chậu này, cái thùng đựng nước to này và ống dẫn nước thì là để trời nắng đi, trời nắng thì hoặc là trời không mưa, để trời không mưa thì anh em mình sẽ đi xem là chỗ kia thiết kế như nào để bơm được nước, vì cái chỗ mà anh em mình xây nhà ấy. Wow. Và ống nước thì cần bao nhiêu mét chẳng hạn, ở đấy về nhà xa không? Không xa, chắc là tầm khoảng là một chắc là tầm khoảng là 100-150 mét tìm đấy. Để anh em mình xem lại, vì Khâm chưa vào cái chỗ mà bể nước anh lấy ấy, trước chỉ anh Hiệp kia đúng không? Vâng. Lấy nguồn nước ở đấy đúng không? Vâng. Tất nhiên là mình sẽ không thể cõng từng điệu nước như em mì mà hôm nào rồi là điệu từng can nước về là ốm đau hết thế này được. Các cô thấy nhận thấy một cái điều rất khó khăn là như thế, thì cô gửi tiền để em mua tất cả những cái gì còn thiếu và tất cả những cái phục vụ vào quá trình xây nhà ấy. Đặc biệt là phải có nước đó, nước về sinh hoạt đó. Và có nước về thì phải có cái bể. Bể thì hiện tại là sẽ chưa có các bác. Và bà cũng bảo Khâm mua tiện là mua những cái thùng lớn ấy, thùng có nắp này. Thì khi mà mình bơm nước về thì là mình sẽ để nước ở đấy, cất trữ nước ở đấy, vừa là sinh hoạt vừa là tới này. Là xây nhà thì mình dùng sinh hoạt đấy. Đấy. Thì bà có gửi cho Khâm số tiền đấy. Và 6 triệu đấy thì số tiền còn thừa đâu đó triệu, hơn 1 triệu thì là bà trích cho anh em Khâm là tiền xăng xe đi lại cũng như là điện thoại. Thì
Thì rất là cảm ơn bà đã gửi số tiền lớn đến hỗ trợ gia đình A Lúa. Đấy. Cảm ơn bà đã tin tưởng cháu Khâm để mà bà liên hệ để Khâm hỗ trợ. Tới này trong xem nào, hôm nay chiều hôm nay thì là anh em mình bận rồi thì lên thăm được tôi, và mai đi nhé. Vâng. Anh em mình sẽ đi khảo sát lại cái đường nước và khoảng Khâm sẽ chi tiết khoảng bao nhiêu mét để anh em mình mua cái vòi luôn. Đấy, rồi là mua máy bơm, đấy, mua vòi. Về là tới này sẽ không phải vất vả để mình tính con đường dẫn nước nữa nhá. Vâng. Đấy. Thì còn phải xem cái chỗ đặt máy bơm nó ở đâu nó hợp lý nữa cơ anh Lúa. Vâng. Chỗ làm máy bơm thì trước thì đứa em kem với em đi xem thì đứa em bảo làm đàm gần cái bể, em bên này có một cái đá. Mình sẽ phải có cái gì nó che chắn lại cái máy bơm. Vâng. Bởi vì là điện rất nguy hiểm. Chưa nói đến việc cái tuổi thọ máy bơm bị hỏng đâu nhé. Vâng. Cái máy bơm mà cứ che mưa che nắng thì thời gian này hỏng hết. Mình sẽ lấy cái gì che nó lại và không cho nó bị mưa bị nắng cơ. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là điện đóm rất là nguy hiểm. Điện đóm mà lại gần nước nữa. Nước thì nó dẫn điện thì rất nguy hiểm. Vì mình cũng phải làm sao mà hôm nay không thể thiết kế. Cái này còn phải mua cả thêm cả dây điện này, máy bơm này, ống nước này. Đấy, sau khi mà mua xong những cái đấy dẫn về thì lúc đấy mình lại phải có những thùng chứa nước như bà bảo rất là đúng. Và những cái xô như chậu bà rất là liệt kê lên cho Khâm, mua hết những cái đồ dùng cần thiết, xô chậu này, rồi là xoong nồi này. Bà thấy là những cái xoong nồi hôm bữa là mình nấu mình san cái nền đất ấy là đen quá, bẩn quá. Thì bà bảo thôi bỏ những cái đấy đi và dùng cái số tiền này để Khâm hỗ trợ A Lúa mua. Đấy, rất là cảm ơn bà đã có những cái góc nhìn rất là thiết thực về cái cuộc sống của A Lúa để mà bà hỗ trợ cho A Lúa lúc ngay cái thời điểm hiện tại này. Đấy, bây giờ là mình rất là mừng khi mà cả già đã về với một cái sức khỏe là tốt hơn như thế này. Thì trước tiên là cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày. Đấy. Wow. Anh là cũng mệt đấy nhỉ. Mày mắm. Ở bệnh viện cảm thấy thế nào? Ở bệnh viện thì bó nữa thì trong với bên không bó nữa thì một mình thì khổ lắm. Khổ lắm đúng không? Vâng. Ăn cũng không ngon đúng không? Vâng. Ngủ không ngon. Nắm cơ cho với ăn xong thì bó đó thì đổ xuống cho bó uống, đi mua cháo cho bó ăn nữa thì vất vả lắm đúng không? Vất vả lắm. Ở bệnh viện có lúc nào là thấy khổ quá tự đi khóc không? À. Khổ có bao giờ khóc không? Ở viện có bao giờ khóc chưa? Chưa, em ở viện vợ giải công đường thì bằng ngày gọi điện về thì em bảo bằng ngày vợ giải công đường thì bằng ngày nói một câu thì em vẫn khóc. Đấy. Tại sao không lại phải hỏi như thế không? Các bác xem video cũng phải thông cảm, không phải là không khịa hay là không phải không có ý gì. Có hôm vào thì thực sự là thấy mắt A Lúa là đỏ hoe cơ. Đấy, A Lúa cũng chỉ bảo là không ngủ được thì như thế thôi. Còn thực tế thì video là mình chưa dám chia sẻ. Còn là con người thì bây giờ ai khóc ai cười là mình nhìn mình biết chứ. Ai mà khóc là mình nhìn là mình cũng biết ngay, không thể giấu được. Đấy. Mắt buồn ngủ khác với cái việc mắt người ta khóc thì mới phải hỏi như thế, để biết đâu là sẽ có những cô bác cảm thông hơn cho gia đình ấy. Bà ngoại nói cái gì mà khóc? Bà ngoại bảo là em về nhà chữa làm anh công làm cái tường này đây cho em thì em tháo lại tháo lại cái bên kem thì chắc là nó có gì à, thì em về nhà em về họ một câu nếu là vợ khó ú thì đi mua một cô lợi bé bé về làm à. Đó. Như giống như người Mông thì mình làm thì phải có gì thì vợ ú thì phải vợ ú. Mình thì cái kem thì phải vậy làm thì mình không biết gì. Đó. Mang khu kem thì vợ thì lúc mình không làm thì
có gì thì ú vợ thôi, mình thì mình không biết gì, mình cái ông kia nó về thì không được mình À, lắm thì nói đùa thẳng vợ ra thì là vẫn là một cái gì đó nó tâm linh và mê tín thôi. lắm. Thẳng ra lên thế các bác, để Khâm diễn đạt lại cho các bác hiểu thì là bữa anh Công anh Đức làm cái giường sắt này này lên cho gia đình ngủ thì là anh em mình phải tháo những cái tấm pro kia ra. Những cái tấm pro kia ra thì mới mang cái giường này vào trong được cho gia đình các bác ạ. Đấy, thì là ngày xưa là bà ngoại cho thầy cúng về làm cúng cho gia đình anh thì là chắc có lẽ là trấn yểm vào những cái góc đấy để cho tà ma ngoại đạo nó không vào xâm phạm đến gia đình thì mỉ mới không ốm, ý là như vậy. Mà anh em mình lại tự động anh em mình tháo ra như này thì gọi là có cái ma quỷ vào và khiến cho vợ alo ốm thì bà ngoại trách đúng không? Ý là mình năm mùng năm thì đấy tết thì mình phải Mà một lần cúng à? làm một lần mang khu Ma khô á? Ma khô cho ai? mình thì mình làm cái giống cái này Chỉ mình thực có tế cái thôi. này Cái đấy á? thì mình mua một con lợn về thì mình làm thì cái đầu thì mình tháo ra mình ăn thì thôi, còn xưa của nó thì mình để đây À, nghĩa là hôm nọ anh em mình tháo cái này ra là không được phép tháo đúng không? mà Nghĩa là phải làm cúng mới được tháo nó đúng không? Lấy một con lợn về mới được tháo đúng không? nó Quả thật là các cụ ở đây nói thẳng ra là hơi mê tín quá. Có cái gì những cái tín ngưỡng, những cái bản sắc thì không tôn trọng thật sự. Nhưng mà những cái bảo là ốm do tại là mình tháo mấy cái tấm pro ra khiến cho mỉ ốm thì thật sự là cũng cũng chẳng có cơ sở nào để đánh giá như thế mà cả đúng con không? cắm túi bóng nên thì mùng năm thì đấy tới thì mình phải làm một Một mình lần mua mua một con lợn về làm lợn to không? mua bé thôi năm sáu trăm Lấy thế mà nhà không có tiền thì lấy cái gì làm? mình không có tiền mình phải đi Kiếm kiếm tiền về tiền làm, về làm không có thì vay về làm. vào Đấy, chính vì vậy mình không làm thì không được mà chính vì vậy mà năm này qua năm khác cứ làm như thế thì lấy đâu ra mà phát triển lên được. Thứ nhất là mất chi phí để mà làm. Bây giờ mua con lợn 500-600 nghìn chẳng nhẽ lại không mua rau công mua cỏ thức ăn về làm một bữa cơm ăn. Nó cũng vào 700-800 nghìn rồi, gần 1 triệu rồi. Xong là mất thời gian, những cái thời gian làm cái đấy lại không có thời gian đi làm việc. Thành ra là không phát triển được, nói thật là như vậy. ý là mình không làm không được mình không làm thì Mình không làm thì bị sao? bị ốm Bị ốm. vâng mình làm xong thì vậy không có gì nhưng mình không làm thì giống như hôm cô vợ đưa bó đi viện vợ bảo làm trong không làm thế để bó khó ốm thì mua một con lợn về làm Vợ bà làm một tí cúng á. mà bảo thì với mua bó với khẩu ú nhưng mà với không làm thì với ú À, thì thật sự là vợ anh ốm không phải là do ma do quỷ đâu. đi đi xem thì bảo bảo mà em muốn em thèm thuốc tiền thì nó bảo vì cái này nha đấy tới thì mình phải làm Đến Tết phải làm đi. bảo mình thì mình không ú mà đấy tới mình phải làm mà Không ốm bên Tết vẫn phải bảo làm đúng đấy tới thì giống như nhàng của em thì em mua con lợn về bảo bố về hộ mình làm không? À, mua mỗi con lợn, nhà nào cũng phải làm thế à? nhà nào vẫn làm Cái này nó có thể gọi là một cái dài hạn đầu năm. Dài hạn để đuổi những cái xấu, những cái ma quỷ đi thôi. bảo Để gọi là giải tỏa tâm lý đó các bác. Chứ còn thực tế mà người ta tin quá, người ta u mê vào cái đấy trước quá thì nó không trước có không một đúng. đứa chị có một cô lợi thì chồng bảo là đẹp tây thì nằm mang khu nhưng mà bảo thầy cống về cống thì chồng bảo làm này mụ am thôi thì mụ xong thì cống xong 2 ngày thì vợ nó chết luôn Úi dồi, nguy hiểm thế á. vào Cái đó bẩm thầy cống bảo cái lần thì
lợi làm thì anh mới bảo làm đấy tay thì làm ăn khu nhưng mà không làm thế là trống thì anh phải mụ co lợi là làm thì nó mới làm bảo là nó không làm lợi nó đấy là vợ của em thơ à thì con nó... ma kia bảo là không lấy lợn nữa lấy vợ của anh ấy mắm thì thế đưa, là vợ đưa mất đi à? Viện thì đưa số viện thì xuống đường một đây thì vợ nó chết luôn. Nhiều khi cái này nó là một sự trùng hợp gì đó và có những cái thì thật sự là tâm linh khoa học không thể giải thích được, mà ở trong cái ở những vùng cao như thế này các bác ạ, chỉ cần một trường hợp như anh Đua nói thôi mà không làm thì là một hai hôm sau là người mất. Cái đấy là cái câu chuyện đã xảy ra là thật, nhưng mà nó có thể là một sự trùng hợp nào đó diễn ra thôi. Chính vì vậy mà khiến cả dân làng bàn tán thành người ta là các nhà khác là sợ và tất cả mọi người sợ lan truyền nhau, thì cái nỗi hoảng sợ của con người nó lớn lắm, nó lan truyền nó kinh lắm, thì tự nhiên là nhà nào cũng sẽ làm thôi. Đấy thế nên là cái mà mọi người ở đây nhận thức còn chưa cao và tin vào tâm linh quá nhiều là như vậy cơ bác. Ở dưới xuôi thưa với anh nhé, kể cả chỗ em mọi người làm cũng ít thôi, và dưới xuôi mọi người không làm một năm, kể cả không làm bao giờ, chẳng đi chùa bao giờ, rồi là ở nhà mình chỉ thắp hương thờ cúng tổ tiên. Cái đấy là cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mình, không nói ra người ta vẫn khỏe mạnh. Cái bây giờ là tại sao bây giờ mình phải tâm lý thoải mái, ăn uống đầy đủ, có sức khỏe thì không bao giờ bệnh tật ôm đau, không có ma quỷ nào lấy được mạng mình đâu. Thì mình làm đến đấy đấy thì mình làm thì mình lấy năng cái bác về để lên chạy giường mắm để lên chạy giường thì mình nấu xong thì mình bảo một người về giúp thái thì lấy mèo ga này dạ dày này dạ dày này cái gì vẫn lấy một tí. Được rồi. Ok, cái này thì sau này Phạm sẽ tìm hiểu thêm. Còn hôm nay lên đây ấy, thì hôm nay là đầu tiên là lên thăm gia đình anh, vợ ngồi dậy và cũng gọi là có sức khỏe như này thì là cũng mừng rồi. Bây giờ là cố gắng cho vợ là ăn uống đầy đủ nhé. Vâng. Đấy, thịt thà là mình nữa em sẽ mua trích tiền ra em mua thịt lợn lên cho nhé. Vâng. Ai gọi rồi? Rồi tắt đi lại để em nói chuyện. Đấy, anh em mình quay nốt đó. Cho vợ ăn uống đầy đủ và chăm con tốt nhá. Bây giờ là không thể nào mà để cho vợ con ốm được nữa. Bây giờ cũng rút kinh nghiệm thưa các bác là đợt này về sẽ không để cho Mỹ đi làm những cái công việc chỗ xây nhà nữa. Ở chăm báo mới Tiến thôi. Đấy, Tiến thì đi học rồi. Mấy cụ thể là chăm nguyên báo thôi nhé. Cái đấy là cái anh em mình sẽ cùng nhau góp ý trong thời gian tới. Và cái thứ ba thì không lên đây thì hôm qua là những cái phương án tới này mua những cái vận dụng này anh cũng phải kê lại nhé, xem lại đang còn thiếu cái gì. Ví dụ như tới này làm nhà thì thiếu cái gì, những cái gì này đấy, ngoài những cái máy bơm này, ống nước này, rồi là dây điện này, rồi là thau đựng quần áo đồ dùng cá nhân, rồi là cái thùng đựng nước này đấy. Là thiếu cái gì thì anh sẽ xem lại dành địa với dành điểm đi bể nữa với em làm nhàn xong thì em làm đường điện này làm bình kim thì thiếu dành địa dành địa không đủ đấy rồi. Nhà cái đấy thì em sẽ tính thêm cho cái giống những cái này thì mấy nữa sẽ chuyển ra cái túp lều ngoài kia hết thôi các bác ạ. Đấy là em sẽ kê cho anh những cái thứ đấy nhá. Thì anh xem lại ví dụ như thiếu cái gì thì bảo anh ơi còn cái này còn cái này, thì trong cái khoảng phạm vi tài chính mà bà báo gửi cho thì em sẽ cân đối em mua cho gia đình nhá. Đấy là những cái mà hôm nay lên đây trao đổi. Và nhớ nhá, tí nữa mang quà lên cho bố mẹ nhá. Bảo bà báo ở Mỹ gửi cho nhá. Đấy. Không, xin lỗi, không phải bà báo mà bà cô anh ý gửi cho. Bà báo là hôm nay bà gửi tiền để mà mấy nữa anh em mình sắm sửa đồ đạc nhá. Đấy, còn quần áo ấm cái nào mà vừa bà thì cũng mang cho bà bớt nhá. Đấy, câu chuyện hôm nay chỉ có thế thôi. Bây giờ uống nước đi rồi là em sẽ đi về thôi chị.
hay là một lần nữa Khâm chân thành cảm ơn đến các cô các bác đã gửi những món quà lên để Khâm đến trao cho gia đình và động viên gia đình. Còn những món quà của một vài cô bác khi nào Khâm nhận được tiếp, Khâm sẽ gửi lên cho gia đình Alo tiếp đấy. Và chân thành cảm ơn bà Báu ở Mỹ, bà đã gửi cho Khâm một số tiền là 300 đô để Khâm sắm sửa đồ đạc thời gian tới cho gia đình Alo xây nhà, cũng như là bà cũng đã trích ra một phần tiền để hỗ trợ xăng xe đi lại cho hai anh em Khâm để đi làm. Đấy, rất là cảm ơn bà. Chúc bà và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và mong bà sẽ tiếp tục đồng hành cùng kênh của cháu Khâm với hoàn cảnh Alo nói riêng và những hoàn cảnh khó khăn khác nói chung. Đó. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào. Anh làm gì không? Cùng em sang lúa em một tí rồi em đưa về. Mà vâng.